Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít đầu giờ chiều ngày 5 tháng 10, kênh ghi nhận là giá có nhóm nhẹ với mít nhì và mít ba nha bà con nha. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang, mít nhất là 18, mít nhì lên 13, mít ba là 7. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất 17, mít nhì 12, mít ba là 6. Tại khu vực miền Đông, mít nhất 15, mít nhì là 9, mít ba dao động từ 4 đến 5 ngàn đồng. Giá kênh gửi đến bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tuy nhiên, đối với những anh em thương lái đi mua với đoạn đường vận chuyển xa, bán qua vừa nhỏ vừa trung gian thì giá sẽ chênh lệch thấp xuống từ 1 đến 2 ngàn đồng nha bà con. Ngoài giá mít thì trên kênh còn cập nhật giá nhiều loại nông sản khác nữa, cũng như những thông tin về thị trường nông nghiệp. Riêng đối với mít Thái thì ngoài giá, kênh còn cập nhật những cái kinh nghiệm trồng mít được chia sẻ từ những nhà nông có kinh nghiệm, từ các anh em thương lái cũng như những cái vựa lớn liên quan đến thị trường mít Thái. Bà con hãy nhớ đón theo dõi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin cảm ơn và kính chào.